Hey, chào quý vị các bạn, Tuấn Dương đang ở ga nội địa đến Domestic Arrival. Thì cái sảnh đến đây, Tuấn Dương đang ở cái sảnh E. Và bây giờ mình sẽ coi cái sơ đồ chuyến bay nhá. Đây đang là sảnh đến ga quốc nội. Ở đây thì họ có những các cái tuyến xe này. Có 14 hãng taxi. Rồi có những các cái tuyến xe miễn phí đi T2 xe điện. Vậy là có cả bên 14 hãng taxi, 2, 5, 8 hãng xe cỡ vào khoảng 14, 18, 22, 22 hãng xe taxi và xe điện. Rồi 4 tuyến xe buýt. Đây cái bảng này thì họ treo hơi cao. Đây là các cái chuyến đến và sảnh đấy các bạn. Rồi chào quý vị các bạn, chúng ta chuẩn bị đi qua cầu Nhật Tân để ra sân bay Tân Sơn Nhất. Xin lỗi, sân bay Nội Bài á. Ở lâu quen miệng chứ. Là sẽ đón hai người bạn từ sân bay Tân Sơn Nhất đáp xuống phi trường Nội Bài. Đây là cây cầu dây văng. Nghe nói là cầu dây văng dài nhất Việt Nam. Cầu Nhật Tân này thì sẽ giúp cho chúng ta di chuyển từ trung tâm thành phố Hà Nội đi Nội Bài thời gian còn cỡ khoảng 35 cho tới 40 phút, ngắn hơn và nhanh hơn so với đi qua cầu Thăng Long trước đây các bạn. Và giờ chúng ta đang đi qua sông Hồng. Cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân thì đều bắc qua con sông Hồng. Sông Hồng, tên gọi của nó sông Hồng vì quanh năm thì đỏ nặng phù sa. Cái cầu này thì có mỗi bên thì có 4 làn xe chạy, 3 làn xe thì dành cho xe hơi, còn 1 làn thì dành cho xe gắn máy. Ở Việt Nam thì cái làn dành cho xe gắn máy thì họ đi ở phía bên cùng, phía trong cùng bên tay phải. Và họ tổ chức giao thông theo kiểu là những xe mà tốc độ cao chạy nhanh thì sẽ chạy về phía bên trái. Còn những xe chạy chậm hơn thì sẽ chạy về phía bên tay phải. Đây đang là địa phận huyện Đông Anh của thành phố Hà Nội. Còn sân bay Nội Bài thì nằm về huyện Sóc Sơn. Ngày xưa sân bay Nội Bài nó là một cái sân bay quân sự. Và nếu như so sánh giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài thì sân bay Nội Bài có cái diện tích lớn hơn và có thể mở rộng dễ dàng do là nằm ở xa trung tâm thành phố, gần cái khu vực có núi vây quanh. Còn sân bay Tân Sơn Nhất thì họ đang có những cái dự án là xây dựng sân bay mới, mở rộng sân bay để thu hẹp sân gôn. Sân bay Nội Bài kia các bạn.
nếu như cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất thì thường xuyên bị kẹt xe, thì các bạn thấy ở đây thì rất là hiếm khi mà bị kẹt, trừ phi có những các cái sự cố về giao thông thôi. Còn lại thì cái tốc độ lưu thông ở đây rất là tốt. Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất thì chỉ có một lối vào độc đạo duy nhất. Tuy nhiên thì ở sân bay quốc tế Nội Bài thì có nhiều đường tới. Nhưng mà bây giờ thì gần như là các bác tài xế sẽ di chuyển bằng cái con đường này qua cầu Nhật Tân là chính. Có lâu lắm bác có đi cầu Thăng Long không? Thỉnh thoảng ấy. Mà đường đấy xấu lắm à? Đường cầu Thăng Long em đi từ những năm 85, 86. Lúc đấy đi xe tải, chở xe mà chở xăng dầu. Rồi đấy là mới khai trương cầu. Ngồi lên xe đấy vui đi sóc. Rồi xe đạp em đi ở dưới đấy rồi. Xe đạp đi dưới gầm cầu. Xe đạp đi bên dưới. Trước thì có một người bạn của mình nói rằng là đi về đến đây thì họ cảm giác như là, tức là họ từ Sài Gòn ra Hà Nội thì họ cảm giác là ra, ôi có một em này chạy ngược chiều, cảm giác như là đã về, quay lại về Mỹ rồi, vì thấy đường vắng và cái mật độ dân quang cảnh thì họ cảm giác như là đã về tới Mỹ, nó không ồn ào như ở Sài Gòn. Ngày tốt khả năng mấy cái xe to nó dẫn này, nó chạy chậm là dìu hết cả chậm lại. Đó, các bạn thấy cái tốc độ lưu thông rất là ổn định, mặc dù lượng phương tiện đông nhưng mà các xe vẫn di chuyển nhịp nhàng. Ở Việt Nam thì họ xây dựng cả những các cái kênh truyền thông để chuyên cập nhật cái tình hình xe cộ, kẹt xe hay tắc đường gì đó. Phát trên sóng quốc gia, gọi là kênh VOV về giao thông. Đó, chúng ta sắp tới sân bay rồi các bạn. Đường này tốc độ tối đa cho chạy bao nhiêu cây? 90. 90. Đàn mình đang đi là đàn mình 90. 90. Còn hai đàn kia là 80. Dạ. Nhưng mà ít ai chạy đúng tốc độ lắm. Vâng. Toàn chạy 120 rồi. Vâng. Nhưng khi có đoạn thì ăn gian được đúng không? Vâng. Thực ra là họ bán tốc độ cho nên vâng. Cứ chạy láo được. Vâng.
kiến là trong một số năm tới thì sân bay Long Thành chắc chắn nó cũng sẽ có những các cái con đường dẫn giống như từ như thế này, từ thành phố xuống. Vâng, nó sẽ có cao tốc Long Thành Dầu Dây, sân bay Long Thành từ Sài Gòn đi. Thì các cái mật độ phương tiện. Đó, các bạn đã nhìn thấy máy bay trên bầu trời rồi đó. Đó là chiếc máy bay đang cất cánh. Bay Boeing 747. Con đường này nó như không ở Hà Nội thì họ ít bán hàng rong nên là các cái tuyến đường này các bạn thấy gần như là không có rác. Và công nhân môi trường này nọ họ cũng tổ chức quét dọn thu gom rác hoặc là những cái xe gom rác lưu động nên là đường phố sạch sẽ. Bên tay phải của chúng ta đó, theo cái hướng di chuyển các bạn thấy là cánh đồng này, rừng. Vâng, chào anh Nghĩa. Em Hải, đây anh Nghĩa ơi. Vâng, anh Nam bảo em ra sân bay đón anh ấy. Vâng, vâng, lát anh lấy hành lý xong anh ra thì anh gọi điện cho em số này để em vào đón anh nhé. Vâng, vâng, em ra sân bay rồi, cảm ơn anh. Xinh luôn đấy. Chở cái lồng này, lồng như nhốt lợn này. Lợn. Chó thì to quá đúng không? Chó thì... Lợn. Việt Nam mà tất cả cái xe máy nó cọng hết. Bò nó còn cho lên, bò cho lên. Bò nó cho lên, trâu nó cho lên. Trâu rồi lại người ngồi sau muôn trâu nữa cơ. À, đây chúng ta đã đến cái địa phận của sân bay rồi các bạn. Bên ngoài là các cái công trình phụ trợ. Đây là nhà ga hàng hóa Nội Bài Cargo. Bác vào bãi xe. Được, em vào đây để anh à. Anh đón cái xe kia nó dễ. Rửa hoặc là nhắc rửa thôi. Đây, bãi đỗ xe này thì thường ở các sân bay thì họ tính theo phút. Cái đỗ 1 giờ đầu tiên bao nhiêu tiền bác? 15.000. Còn các giờ kế tiếp bắt đầu là? Cứ 30 phút là 5.000. À, 30 phút 5.000. Vâng, cứ block 30 phút 1. À.
các xe to nó ở đây này. Dạ, dạ. Đấy. Du lịch Sĩ Thúy gì đấy. Chúng ta sẽ dừng ở đây ha. Vâng. Đây mình đang sạc pin tại cái điểm này là sạc pin miễn phí đây các bạn. Đây gần các cái chỗ họ cũng có những cái cáp sạc cho chúng ta này. Đó, những cái cáp sạc điện thoại cho chúng ta để chúng ta tranh thủ và sạc điện thoại. Đây có những cái hành khách thì họ lên xuống bằng thang máy. Đây là ga đến. Trụ điện này vừa làm bảng quảng cáo, vừa làm bảng quảng cáo và lại vừa có cái chỗ cắm điện sạc điện thoại cho khách, như vậy rất là tiện lợi cho các bạn. Chào quý vị và các bạn, bây giờ thì Tuấn Dương đang có mặt ở ga quốc tế Nội Bài và Tuấn Dương đang có mặt ở đây là sảnh đến để Tuấn Dương hôm nay thì sẽ đón một số người bạn để ra Hà Nội và cùng đi chơi cái chuyến đi Tây Bắc. Thì bây giờ đang là 8 giờ rồi và Tuấn Dương cũng đang đợi những người bạn này để chuẩn bị sẽ đón tại đây, rồi sau đó thì tụi mình sẽ mua vé để đi Sapa, bắt đầu chinh phục cái cung đường Tây Bắc. Và đây đang là sảnh đến của sân bay Nội Bài các bạn. Rồi mình sẽ canh xem là những người bạn của mình đã ra chưa nhé. Rồi đây rồi, đang ra gần đến nơi rồi các bạn nhé.